Trong mỗi chương trình thì chúng tôi rất khuyến khích những cái phần tác phẩm của các nhạc sĩ mà có hiện diện, sự hiện diện của ca sĩ, và thậm chí là nhạc sĩ sẽ tự trình bày ca khúc của mình, thì cũng là một cái hình thức hết sức là sinh động, bởi vì chúng ta cần có một cái sự tương tác, và chính cái sự tương tác đó nó mới tạo nên một cái không khí và những cái cảm hứng, và đặc biệt là nó sẽ có một cái kết quả rất là tốt trong cái việc chúng ta hưởng thụ, trao đổi cũng như là để chia sẻ về chuyên môn. Và cũng có lẽ nắm bắt được cái điều này thì trong một cái tác phẩm tiếp theo chúng ta sẽ bắt gặp một tác phẩm, một ca khúc nữa cũng viết về mùa xuân với tựa đề là Mưa Xuân, nhạc Trần Thanh Hiền, thơ Minh Thiện, và bài hát này thì do chính tác giả trình bày. Xin mời nhạc sĩ, ca sĩ Trần Thanh Hiền. Được là ca sĩ. Lời đầu tiên em xin gửi tới Hội đồng Nghệ thuật Hội Âm nhạc Hà Nội cùng tất cả các nhạc sĩ, các anh chị em đã có mặt trong khán phòng hôm nay một lời chúc sức khỏe, lời chào năm mới, chúc mừng năm mới ạ. Chúc cho tất cả Hội đồng Nghệ thuật cũng như tất cả các nhạc sĩ đang có mặt tại khán phòng hôm nay một lời chúc sức khỏe, và chúng ta luôn luôn sáng tác được rất nhiều những ca khúc để gửi tới cho mọi người ạ. Và bài hát này là em phổ thơ của nhà thơ Minh Thiện, chính là tác giả của Đừng Ví Em Là Biển, tác giả của bài thơ đấy ạ. Và Thanh Hiền cũng đã phổ bài thơ Đừng Ví Em Là Biển rồi, nhưng hôm nay thì Thanh Hiền giới thiệu bài Mưa Xuân, và xin cảm ơn Hội đồng Nghệ thuật rất nhiều đã cho em giới thiệu tác phẩm hôm nay ạ. Xin mời âm nhạc. Oh,
xin cảm ơn sáng tác của tác giả Trần Thanh Hiền.